truyện vừa và ngắn tập truyện ngắn của Yasunari Kawabata tác giả Yasunari Kawabata người đọc Trần Châu một lời giới thiệu người viết Đào Thị Thu Hằng năm 1968 nước Nhật đón mừng một sự kiện văn hóa có ý nghĩa lớn nhà văn Yasunari Kawabata người Nhật Bản đầu tiên đoạt giải Nobel văn học sự kiện này đã tác động sâu sắc đến cách nhìn nhận của phương Tây đối với văn chương Nhật Bản, nói riêng và văn chương châu Á nói chung. Cũng từ đó, thế giới có thêm một nhà văn với sự nghiệp sáng tác, phong cách nghệ thuật độc đáo được tôn vinh và khẳng định bằng tiêu chuẩn cao quý bậc thầy. Năm 1899, Kawabata chào đời tại một ngôi làng nhỏ gần thành phố Osaka trong một gia đình trí thức. Tuy nhiên, cuộc đời ông gặp nhiều bất hạnh ngay từ khi còn là một đứa trẻ cha mất khi mới lên 2 tuổi. Một năm sau thì mẹ mất. Kawabata phải về sống với ông bà nội. Nhưng đến năm 1906, Kawabata lên 7 tuổi thì bà mất. Hai năm sau, người chị duy nhất cũng qua đời. Năm Kawabata 15 tuổi, người thân cuối cùng là ông nội cũng ra đi. Với vô vàng mất mát này, Kawabata được nhiều nhà nghiên cứu trong các phần viết về tiểu sử của ông, đặt cho biệt danh là No Nomechin, chuyên gia tang lễ. Cuộc sống gia đình thời thơ ấu đã tác động mạnh đến tính cách và tác phẩm của Kawabata. Công chúng luôn biết đến Kawabata như một nhà văn kính đáo, trầm lặng, sống tách biệt khỏi những bon chen lợi ích đời thường và các tác phẩm của ông, từ chuyển ngắn đầu tiên như Vũ Nữ Isu, Lễ Chiêu Hồn cho tới những tiểu thuyết cuối đời như Tiếng Rền Của Núi, Người Đẹp Ngủ Mê hay Các Chuyện Trong Lòng Bàn tay đều toát lên âm hưởng u buồn của một lữ khách lang thang đi tìm cái đẹp. Sự nghiệp sáng tác của Kawata khá phong phú và hầu như thành công ở tất cả các thể loại mà ông thử nghiệm. Truyện ngắn của ông cũng được đánh giá cao và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Mãn truyện cực ngắn hay còn gọi là truyện trong lòng bàn tay mà bản thân ông từng nói đó là những chuyện tôi hài lòng nhất là một trong những thể nghiệm độc đáo khi nhà văn bất chước lối viết của thơ hai cu một thể thơ truyền thống Nhật Bản, chỉ có 3 câu, 17 âm tiết. Còn tiểu thuyết tiêu biểu là xứ Tuyết, Cố Đô, Ngàn Cánh Hà chính là những bậc thang vững chắc đưa ông tới đỉnh cao của sự nghiệp văn chương. Chịu ảnh hưởng bởi dòng văn học nữ lưu thời Heian Anh, từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 12, lối viết của Kawabata mềm mại, dung dị, điềm đạm và đầy chất thơ. Ông đánh giá chuyện Genji do nữ sĩ Murasaki Shikibu sáng tác vào thế kỷ 11 là đỉnh cao của văn chương Nhật Bản cho đến ngày nay không có một tác phẩm hư cấu nào sánh được. Đọc tác phẩm của ông, độc giả dễ dàng cảm nhận được chất cô động, hàm súc, ý tại ngôn ngoại của thơ hai cô. Truyền thống yêu cái đẹp, tôn thờ cái đẹp tới mức duy mỹ của người Nhật. Mỗi trang văn của Kawabata vừa giống như một bức tranh đẹp, lại vừa giống như một bài thơ trang chứa tình người. Kawabata được đề cao chính bởi ông đã góp phần mở cánh cửa tâm hồn của người Nhật ra với thế giới, ông được trao tặng giải thưởng nobel vì văn chương của ông tiêu biểu cho cây đẹp truyền thống và thể hiện được cách tư duy của người nhật bản tuy nhiên kawabata là nhà văn không phải dễ đọc đối với nhiều độc giả ngay cả đối với dân chúng nhật bản khi nghe tin nhà văn đoạt giải nobel cảm xúc của họ là vừa vui sướng trộn lẫn nhưng ngạc nhiên bởi theo họ tác phẩm của kawabata thường khó hiểu văn của ông đầy rẫy sự mơ hồ người đọc khó lòng xác định rõ ràng các lớp nghĩa ngay cả khi văn bản được viết bằng một thứ tiếng Nhật trong sáng ngắn gọn xúc tích nhất, Kawabata thường viết về cái đẹp nhưng không dễ gì nắm bắt bởi cái đẹp ấy trinh trắng, mong manh nên không thể tồn tại lâu dài. Trong chủ thương chung của Trung tâm Đông Tây lần lượt tổ chức các bộ sách tuyển tập tác phẩm của các nhà văn lớn trên thế giới bằng tiếng Việt. Trong mấy năm qua, trung tâm văn hóa ngôn ngữ đông tây đã phối hợp với các nhà xuất bản ra được các tuyển tập của Pushkin, Dostoevsky, Dino Pusati, Frank Kafka, Tagore, Bunen, dân v.v. Dân. tuyển tập tác phẩm Yasunari Kawabata ra mắt lần này nhằm gửi tới bạn đọc một cái nhìn tổng quát về cuộc đời sự nghiệp sáng tác cũng như những nhận định bằng các bài nghiên cứu phê bình trong và ngoài nước về phong cách của Kawabata và các tiểu thuyết truyện ngắn tiêu biểu nhất của ông và qua mãn tuyển trong lòng bàn tay lần đầu tiên được dịch tương đối đầy đủ ở Việt Nam. Hy vọng cuốn sách sẽ là món quà bổ ích đối với những ai yêu thích ta nói chung và văn học Nhật Bản nói chung. Đây cũng là một trong những cuốn sách đầu tiên của tủ sách Nobel mà Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây đang tổ chức ra mắt bạn đọc. Vũ nữ Isu, người dịch, Lê Quy Bắc với tốc độ báo động cơn mưa rào quét về phía tôi từ chân núi chạm đến rừng tuyết tùng trắng khi con đường bắt đầu lớn qua đèo tôi mười chín và đang đi du lịch một mình qua bán đảo izu quần áo tôi thuộc kiểu sinh viên mặc kimono đen guốc cổ cao mũ nhà trường túi sách vắt qua vai tôi đã qua ba đêm tại suối nước nóng gần trung tâm bán đảo và lúc này đã là ngày thứ tư tôi rời khỏi tokyo đang leo lên đèo Amashi và đi về phía nam Isu. Quang cảnh mùa thu thật dễ chịu, núi mọc chồng lên nhau, những cánh rừng bạc ngàn, những thung lũng sâu, những khung cảnh đó chẳng làm tôi háo hức bằng một khi vọng thầm kín. Mưa nặng hạt bắt đầu rơi, tôi chạy trên đường, lúc này dốc và lượn dòng ở ngay trước cửa đèo. Tôi bước vào quán trà, tôi dừng một lát ở ngưỡng cửa, gần như là quá may mắn, các vũ nữ đang nghỉ bên trong cô gái lật cái đệm đang ngồi lịch sự đẩy về phía tôi vâng tôi lẩm bẩm ngu ngốc khi ngồi xuống ngạc nhiên và hổn hển thở tôi nhận thấy lời cảm ơn đơn giản nhất ngắt ngứ trong cổ họng nàng ngồi gần tôi chúng tôi đối diện nhau tôi lóng ngóng cầm thuốc lá và nàng đưa cho tôi cái gạt tàn thuốc trước mặt một trong những phụ nữ khác tôi vẫn không nói gì nàng có lẽ mười sáu tóc nàng được chải cao theo lối cũ mà tôi không biết Khuôn mặt hình oval nghiêm nghị của nàng bị làm nhỏ lại dưới mái tóc, nhưng khuôn mặt và mái tóc lại rất hợp nhau, khá giống trong tranh, bức tranh vẽ các thiếu nữ xinh xắn thời xưa với những loạn tóc son tích. Hai thiếu nữ khác ngồi cùng nàng, một thanh niên vào khoảng 25, dẫn đồng phục của nhà trọ Naogaka, một phụ nữ vào độ tử 40 quản lý nhóm. Tôi từng thấy cô vũ nữ bé nhỏ này hai lần trước một lần tôi vượt qua nàng và các phụ nữ khác cạnh cây cầu dài ở giữa đường bán đảo nàng đang đeo một chiếc trống to tôi ngoái nhìn lại và cứ ngoái nhìn mãi tự tán dương mình vì đã đến đây cuối cùng tôi đã bật được hương vị của chuyến du lịch rồi sau đó vào tối thứ ba tôi thấy nàng múa nàng múa ngay bên trong cổng nhà trọ của tôi tôi ngồi trên bậc thềm tâm trạng vui vẻ trên cầu vào hôm qua ở đây tối nay tôi tự nhủ ngày mai trên đèo đến yucano và chắc chắn ở đâu đó trên mười lăm dặm đường này mình sẽ gặp lại họ đây là hy vọng đã khiến tôi leo dội lên đường núi nhưng cuộc gặp gỡ tại quan trà quá đột ngột tôi bị tước mất sự tự chủ vài phút sau bà lão trong quán trà đưa tôi sang phòng khác căn phòng rõ là đã không được thường xuyên sử dụng nó hướng ra phía thung lũng sâu đến nỗi đáy mất hút khỏi tầm nhìn. Rằng tôi đang đánh cầm cập, cánh tay tôi rợn gây ốc, tôi hơi lạnh, tôi nói với bà lão khi bà trở lại với trách trà. Nhưng cậu đã ướt sủng rồi kìa, lại đây không khô đi, bà ta dẫn tôi vào phòng khách. Hơi nóng từ bếp lò để ngõ phả mạnh vào tôi khi bà lão mở cửa. Tôi lưỡng lự trên ngưỡng cửa, một ông lão trắng nhợn và hút hiếp như cái xác chết trôi đang ngồi dắt chéo chân bên cạnh lò sưởi. Ông ta hướng đôi mắt nặng nề, quấy quái nhìn về phía tôi. Ngay cả lòng đen cũng ngã màu vàng, như thể đang thôi sữa. Chung quanh ông ta là cả một núi túp báo cũ và các mẫu báo. Tôi cho rằng ông lão bị dùi dưới một ngọn núi. Tôi chăm chú nhìn con người kỳ dị mà không thể nào tin rằng đây là một thương thể sống tôi tiếc là không điệp ngăn để cậu đừng nhìn thấy ông ấy người đàn bà nói nhưng ông thuộc về nơi này giá sẽ chẳng làm gì hại cậu đâu ông ấy không thể cử động làm ơn cố chịu đựng cho dù bộ dạng ông ta sẽ khó nhìn đoạn bà kể cho tôi nghe về ông ta ông ta phải chịu đựng bệnh bại liệt này lâu nay và hoàn toàn mất khả năng di chuyển ngọn núi xung quanh ông ta là những lời khuyên ông ta nhận được từ khắp mọi nơi mọi miền trên đất nước về cách điều trị bệnh bại liệt đống túi kia thì đựng thuốc. Chúng cũng được gửi đến từ khắp mọi nơi. Ông ta chắc đã nghe được chuyện chữa bệnh bại liệt từ những người dược đèo, và hẳn ông ta cũng đã đọc quảng cáo, nên không bao giờ bỏ qua bất cứ lời khuyên hay bất cứ loại thuốc nào. Suốt ngày đêm, ông ta xông giữa những túi giấy tờ và lời khuyên, vậy nên đóng giấy tờ một nát cứ cao lên mãi. Không thể nghĩ ra được bất kỳ điều gì để nói, tôi ngồi khom bên bếp lửa, một chiếc ô tô leo lên đèo làm rung chuyển quán trà. Dưới cái lạnh này, trời đã sang thu, rồi chẳng mấy nữa tuyết sẽ rơi. Tôi thầm hỏi tại sao ông lão lại ở trên này. Hơi nước tỏa ra từ kimono của tôi và ngọn lửa ấm đến mức đầu tôi bắt đầu đau. Bà lão bước ra nói chuyện với khách. Chà, vậy ra đây là cô bé đi cùng các vị trước đây, đã lớn quá rồi, thực sự ra dáng một thiêu nữ, dễ thương quá, lại xinh đẹp nữa chứ con gái lớn nhanh quá nhanh quá khoảng chừng một giờ sau tôi nghe tiếng họ chuẩn bị lên đường tim tôi đập mạnh ngực tôi thắt lại nhưng không tìm đủ can đảm để đứng dậy đi cùng họ tôi bồn chồn bên bếp lửa nhưng dẫu sao thì họ cũng là phái yếu cứ cho là họ quen đi bộ thì tôi cũng sẽ chẳng khó gì để vượt qua họ ngay cả khi tôi bị tụt lại nửa dặm hoặc cả dặm phía sau đầu óc tôi cứ quay cuồng hết cả lên gì họ như thể việc ra đi của họ cho phép nó hành động như thế Tối nay họ sẽ nghỉ tại đâu? Tôi hỏi bà lão khi bà quay lại. Đám người ấy thì có trời mới biết nơi họ sẽ nghỉ lại. Nếu họ gặp được người trả tiền, thì đấy sẽ là nơi nghỉ. Cậu nghĩ liệu họ có biết trước được không? Lời lẽ khinh miệt thẳng thần của bà ta làm tôi phấn chấn. Nếu quả như thế thì tối nay, tôi thầm nhủ, cô vũ nữ sẽ ở với tôi. Mưa dịu ngớt chỉ còn lát rác, con đèo quan đảng, tôi thấy tôi không thể đợi lâu thêm nữa, mặc dù bà lão đảm bảo trong vòng 15 phút nữa mặt trời sẽ ló dạng. Ông hãy giữ gìn cẩn thận, tôi nói với ông lão khi đứng dậy, ý tôi là chẳng mấy nữa trời sẽ rét. Đôi mắt vàng di chuyển nặng nề về phía tôi và ông lão khẽ gật đầu. Chàng trai, chàng trai, bà lão chạy đuổi theo tôi trên đường. Chỗ này là quá nhiều, tôi thực sự không thể nhận. Bà ta níu chặt túi sách của tôi, cố nhét lại số tiền mà tôi đã trả cho bà ta. Và khi tôi từ chối, bà ta cứ khập khiển đi theo tôi. Chí ít thì bà ta cũng phải đưa tiền cho tôi một quãng đường. Bà ta khăng khăng, chỗ tiền này thật sự là nhiều quá. Tôi thì chẳng làm gì cho cậu, nhưng tôi sẽ nhớ, và tôi sẽ có cái gì đó dành cho cậu khi cậu lại qua lối này. Cậu sẽ trở lại chứ, đúng không? Tôi sẽ không quên cậu. Lòng thành của bà lão đối với đồng 50 cent thật cảm động. Nhưng tôi đang ở trong cơn sốt muốn đuổi kịp cô vũ nữ bé nhỏ trong lúc những bước chân tập tễnh của bà lão cứ giữ tôi lại khi tôi đến chỗ đường hầm tôi bắt tay tạm biệt cảm ơn bà ông đang ở một mình bà nên quay lại với ông ấy cuối cùng bà lão buông tay khỏi túi sách của tôi những giọt nước lạnh đang rơi xuống đường hầm tối lối ra để đến nam y hẹp và rực sáng ở xa kia một bên được kẻ bởi hàng rào trắng con đường ngoằn ngoèo chảy xuống từ cửa hầm tựa một tia chớp gần đáy của rặng núi lấm chởm ấy là cô chủ nữ và đoàn của cô nửa giảm nữa là tôi đuổi kịp họ bởi vì dường như không lịch sự khi lập tức bước chậm lại để đi cùng họ tôi tiếp tục vượt qua cánh phụ nữ với điệu bộ thản nhiên người đàn ông đi trước chúng tôi 10 mét quay lại khi nghe tiếng chân tôi bước đến cậu đi cừ thật đoạn sau khi ngừng lại mai qua mưa đã tạnh nhẹ nhõm tôi đi kinh cảnh anh ta anh ta bắt đầu hỏi chuyện và cánh đàn bà nhìn từ chúng tôi chuyện trò rảo bước đi ngay sau lưng chúng tôi người đàn ông đeo cái hồng may lớn sau lưng người đàn bà lớn tuổi ôm con cho con hai người phụ nữ trẻ hơn mang những túi đồ lớn một cô đeo giỏ may còn cô kia thì đeo tai nải cô vũ nữ mang trống và giá đỡ người đàn bà lớn tuổi thỉnh thoảng góp chuyện cậu ấy là học sinh trung học Người lớn tuổi hơn trong hai cô gái trẻ thì thầm với cô vũ nữ bé nhỏ đang khúc khích cười khi tôi liếc nhìn lại. "Rõ rồi, thậm chí em còn biết rõ nữa là đằng khác." Cô gái đáp, "Học sinh thường đến đảo ta. Họ đến từ Oshima, một trong những hòn đảo của cụm đảo Izu. Người đàn ông nói với tôi, vào mùa xuân họ rời đảo đi lang thang khắp bán đảo, nhưng bây giờ trời đang trở lạnh và họ không mang theo quần áo mùa đông." Sau mười hôm hoặc trong khoảng thời gian ấy, từ shimoda ở phía nam họ sẽ lại quay về miền bắc rồi từ đó họ sẽ đi thuyền về đảo nhà tôi lại liếc nhìn những lọn tóc dài những hình dáng bé nhỏ mọi thứ lãng mạn hơn vì đã đến từ oshima tôi hỏi họ về những hòn đảo rất nhiều học sinh đến bơi ở oshima cô vũ nữ nói với người đàn bà bên cạnh tôi chắc là vào mùa hè tôi nhìn lại kể cả mùa đông nàng trả lời bằng giọng hầu như không thể nghe được ngay cả trong mùa đông Nàng nhìn người đàn bà khác và cười bí ẩn. Họ có thể bơi ngay trong mùa đông sao? Tôi lại hỏi. Nàng đó mặt và khẽ gật đầu. Nét mặt biểu lộ sự nghiêm túc. Đứa trẻ con đã ra khỏi đầu nó rồi đấy. Người đàn bà lớn tuổi cười gian. Cách Yugano khoảng sau bảy dặm. Con đường men theo dòng sông. Những rặng núi và thậm chí cá bầu trời như hướng về phương Nam. Khi chúng tôi xuống đèo. Người đàn ông và tôi bây giờ đã là bạn bè. Chúng tôi đi men qua rìa của một hoặc hai thôn làng và khi những mái nhà tranh của Yugano ở bên dưới hiện lên trong tầm mắt, tôi lấy hết can đảm để nói rằng tôi muốn tiếp tục đi cùng họ đến Shimoda. Anh ta hài lòng, phía trước một quán trọ tồi tàn, người đàn bà lớn tuổi nhất liếc nhìn tôi với vẻ dò hỏi như thế sao tôi không để họ một mình. Nhưng quy cậu đây muốn tiếp tục đi cùng chúng ta, người đàn ông nói, ồ, ra thế, bà ta vui vẻ nói, tục ngữ dạy, thêm bạn đường, thêm sự chia sẻ trong đời. Tôi cho là ngay cả những kẻ thấp hèn như chúng tôi cũng có thể làm cho chuyến đi thêm phần vui vẻ. Hãy vào đi, chúng ta cùng uống trà và nghỉ ngơi. Những phụ nữ trẻ hơn im lặng nhìn tôi và có phần rụt rè. Như thế, vì quyết định không liên quan đến họ, chúng tôi lên gác và đặt hành lý xuống. Đệm rơm và cửa đã mòn dẹt bẩn thiểu. Cô vũ nữ bưng trà từ tầng dưới lên. Khi nàng đến chỗ tôi, tách trà kêu len keng trên dĩa. Nàng cố đặt tách trà xuống gọn ghẽ bằng một nỗ lực lớn của bản thân nhưng lại làm tách trà nghiêng đổ. Tôi đã không chuẩn bị tâm thế trước sự lúng túng tột độ ấy. Xin cậu thư lỗi, con bé đến tuổi thừa, tai thừa chân. Người đàn bà lớn tuổi nói, cao mài và đẩy miếng giả lao đến chỗ cô bé đang lo lắng lao chỗ trà đổ. Lời nhắc nhở kỳ quặc này khiến tôi phân dân. Tôi cảm thấy niềm háo hức dâng lên bởi lời bình luận của bà lão trong quán trà bên kia đèo dịu xuống. Cái ấy là bằng chất liệu tốt đấy, người đàn bà lớn tuổi nói lúc xem xét phần trang trí trên áo kimono của tôi nó giống hệt như Tamishi giống thật rất giống của Tamishi bà ta nhắc đi nhắc lại câu nói nhiều lần đoạn lại nói với tôi chúng tôi gửi thằng bé ở trường cậu làm tôi nhớ nó cũng cùng kiểu trang trí ấy dạo này chúng đắt lắm nó học lớp mấy lớp năm thằng bé ở tận cùng cô phu trong những vùng núi chúng tôi chuyển đến oshima lâu rồi nhưng quê thì ở cô phu Khoảng một giờ sau, người đàn ông đưa tôi sang quán trọ khác. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở cùng họ. Chúng tôi leo xuống qua các tảng đá. Các bậc lát đá cao chừng 100 mét trên con đường nhỏ. Có một nhà tắm công cộng trên bờ con sông nhỏ. Chỉ ngay sau nhà tắm là cây cầu dẫn đến khu vườn nhà trọ của tôi. Chúng tôi đi tắm cùng nhau, anh ta 23 tuổi. Anh ta kể, vợ anh ta đã hai lần sảy thai, bởi vì anh ta mặc đồng phục Naugaka nên tôi đoán anh ta sinh trưởng ở Naugaka, khu vực phía bắc bán đảo. Khuôn mặt và cách nói của anh ta không phải không có vẻ thông minh, từ sự hiếu kỳ và ưa thích một cô trong đám phụ nữ kia, tôi đoán hẳn anh ta đi cùng để khuân giá hành lý. Tôi ăn trưa khi chúng tôi đi tắm về, chúng tôi rời Yukashima vào lúc 8 giờ và bây giờ vẫn chưa tới 3 giờ. Trên đường về, anh ta chào tôi từ dưới giường, tôi ném xuống phong bì đựng ít tiền, tự mua cho mình ít hoa quả hay thứ gì đó. Thông cảm vì đã ném phong bì xuống. Anh ta định bỏ đi mà không nhặt, nhưng rồi quay lại nhặt lên. Cậu đừng làm thế. Anh ta nói và trả phong bì. Phong bì rơi xuống mái tranh, tôi lại ném xuống. Lần này anh ta nhận, mưa nặng hạt bắt đầu rơi và hoàng hôn. Những ngọn núi xám mờ, cánh vật chìm nghiễm, nước sông mỗi lúc một sẫm vàng hơn, nhiều bùng hơn, nhiều tiếng ồn hơn, Tôi cảm thấy chắc chắn là các vũ nữ sẽ không ra khỏi nhà vào một tối như thế. Nhưng tôi thì lại không thể ngồi yên. Hai hoặc ba lần tôi xuống tắm. Phòng tôi mờ tối. Một ngọn đèn treo trong ô hình chữ nhật trổ bên trên những cánh cửa trượt ngăn phòng tôi với phòng bên cạnh. Chiếu sáng cho cả hai phòng. Lúc ấy xa xa trong màn mưa, tôi nghe thấy một tiếng trống, tôi đẩy toan cửa sổ, xích giật tung nó ra khỏi khe kéo, rồi tòi người ra ngoài, tiếng trống như thể đang đến gần hơn, mưa kèm theo gió mạnh quất vào mặt tôi tôi nhắm mắt và cố tập trung vào tiếng trống vào nơi nó có thể để xem nó có tiếng về phía tôi thoáng chốc tôi nghe tiếng đàn samisen rồi thỉnh thoảng là tiếng một phụ nữ gọi ai đó hoặc một tràng cười ha hả nhưng vũ nữ được mời đến dự tiệc ở nhà hàng đối diện với nhà nghỉ của họ dường như thế tôi có thể phân biệt được giọng của hai ba phụ nữ và ba bốn giọng đàn ông ngay khi họ kết thúc ở đó Tôi tự nhủ họ sẽ đến đây. Bữa tiệc dường như đã vượt quá một cuộc vui vô hại để trở thành một cuộc đập phá hỗn độn. Thỉnh thoảng giọng đàn bà lại kêu xé lên xuyên qua bóng tối như một nhạc rơi quất. Tôi ngồi cứng đờ, cứ căng người ra thêm trên gờ cửa sổ, mặt nhìn ra khung cửa mở rộng. Mỗi một tiếng trống tôi cảm nhận như là một sự trào dân của niềm thư thái. À, nàng vẫn ở đó, nàng vẫn ở đó và chơi trống cứ mỗi khi tiếng trống ngừng lại, bầu im lặng dường như không thể chịu đựng nổi. Như thể tôi đang bị nhấn chìm với cú đánh của cơn mưa. Có lúc gian lên những bước chân loạn xạ, họ đang chơi trò đuổi bắt hay khiêu vũ. Rồi tiếp đó là hoàn toàn im lặng. Tôi chậm chậm nhìn vào bóng tối. Cô tìm hiểu xem sự im lặng có nghĩa gì. Nàng đang làm gì có ai đó làm nàng chí bẩn trong suốt khoảng thời gian còn lại của đêm. Tôi đóng cửa sổ và nằm xuống. Ngực tôi thắt lại đau đớn tôi xuống tắm lần nữa, dùng giấy cực lực. Mưa đã dừng, dần răng lo ra, bầu trời mùa thu được nước mưa rửa sạch, ánh lên màu pha lê ở đằng xa. Tôi chợt nảy ra ý tưởng chạy chân trần đến tìm nàng, thời gian đã quá hai giờ đêm. Sáng hôm sau, vào lúc 9 giờ, anh bạn đồng hành qua nhà nghỉ của tôi, vừa ra khỏi giường, tôi rủ anh ta cùng đi tắm. Bên dưới nhà tắm, dòng sông dâng đầy nước sau cơn mưa, ấm áp chảy trong ánh nắng thu của miền Nam isu Nỗi khổ đau đêm trước của tôi dường như không còn hiện hữu. Nhưng dẫu thế, tôi vẫn muốn nghe chuyện gì đã xảy ra. Tối qua bọn anh tiệc tùng vui vẻ nhỉ? Cậu có thể nghe chúng tôi à? Tôi coi nghe. Cách địa phương, họ ầm mỹ quá, nhưng chỉ ầm mỹ thôi. Dường như anh ta xem chuyện ấy là thường tình, tôi chẳng nói thêm gì nữa. Kìa, họ đến tắm rồi kìa, bên kia sông ấy. Thế nào họ cũng trông thấy chúng ta. Nhìn họ cười kìa. Anh chỉ về phía nhà tắm công cộng, nơi có bảy tám thân hình trần mờ mờ sau làng hơi nước một thân hình bé nhỏ chạy ào ra dưới ánh nắng dừng lại một lát trên mép giang nhảy gọi to điều gì đó với chúng tôi hai tay đưa lên như thể chuẩn bị nhảy lộn đầu xuống nước đấy là cô vũ nữ cơ thể nàng trần truồng thậm chí không quấn cả khăn tắm tôi nhìn nàng nhìn đôi chân non trẻ nhìn thân hình trắng muốt như tạc và bỗng nhiên như thể có một suối nước tinh khiết rửa sạch tim tôi tôi cười gian hạnh phúc, nàng hãy còn bé bỏng, chỉ là một cô bé, trẻ con thì mới có thể trần truồng chảy ra ngoài nắng, và nhóm chân đứng đó thoải mái nhìn bạn mè. Tôi buông tiếng cười khẽ, đầy hạnh phúc. Điều đó như thế lớp bụi bẩn đã được rửa sạch khỏi đầu tôi. Tôi cứ cười mãi, bởi vì mái tóc được búi cao nên trong nàng như thế già hơn, và cũng bởi vì nàng được cho ăn vận theo kiểu một cô gái 16-17 tuổi. Sự thật là tôi đã nhầm lẫn quá mức. Chúng tôi quay trở lại phòng tôi khi cô lớn hơn trong hai thiếu nữ đến ngắm qua cúc trong giường. Cô vũ nữ bé bỏng đi theo. Cô ta đang qua được nửa cầu. Mắt nàng nhìn cả hai người, người đàn bà lớn tuổi đã ra tắm. Cô vũ nữ nhún vai rồi chạy lùi lại. Như muốn nói nàng sẽ bị la sầy nếu đến gần hơn. Người đàn bà lớn tuổi bước lên cầu. Sang đây đi, bà ta gọi tôi. Sang đây đi, cô thiếu nữ trẻ hơn nhắc lại. Rồi cả hai quay lại, đi về phía nhà nghỉ của họ. Anh bạn đồng hành ở lại trong phòng tôi cho đến chiều tối. Tối hôm ấy, lúc đang chơi cờ gô với một tay buông giấy đi du lịch thì tôi nghe tiếng trống trong giường. Tôi dậm bước ra hiên. Ông không muốn xem họ à? Cái bọn ngốc ấy, đến lượt anh đấy. Tôi đánh đây này, mãi mê dán gờ tài lai buông chuối mũi vào bàn cờ. Tôi bồn chồn Những người biểu diễn như thể sắp rời đi. Xin chào, anh bạn đồng hành nói giới lên. Tôi bước ra hiên và mời anh ta vào. Sau hồi thi sao bàn bạc, bà? họ tiên vào cửa, anh bạn đồng hành đi trước, theo đúng tuổi tác họ thực hành nghi thức chào hỏi từ ngoài hiên, theo kiểu geisha, bóng quá ra là tôi sắp thua gián cờ, bị quá, tôi thua, ồ thôi nào, tôi đánh tội hơn cậu, chỉ mới biết tôi, nghĩ nước khác đi. Không buồn để ý chút nào đến những người biểu diễn, tại buồn dây đem những quân cờ bằng đá và chơi với sự tập trung lớn hơn, nhạc cụ của họ xếp gọn trong các phòng những người biểu diễn chơi cờ trên bàn cờ khác. đấy là kiểu chơi đơn giản hơn, chỉ xếp những quân cờ thành hàng. Tôi nhanh chóng chịu thua gián cờ mà thực tế tôi sắp thắng. gián nữa chứ, tay buông giấy nói, ta chơi thêm dán nữa đi. Nhưng tôi chỉ cười lãng, làm sao ông ta đành chịu và ra về. Những người phụ nữ đến gần hơn, tối nay các bạn đã có hẹn chỗ nào chưa? Ta định thế nào đây? Anh bạn đồng hành hỏi canh phụ nữ, thế nào nhỉ? Có lẽ chúng ta nên đề xuất nghỉ một tối, Tuyệt quá, cô Vũ nữa nói, mày không muốn bị mắng à? Dẫu có cố thì chúng ta cũng không tìm được khách. Họ ở lại cho đến qua nửa đêm, thay phiên nhau đánh cờ gô. Sau khi họ ra về, tôi cảm thấy tỉnh táo và hưng phấn. Tôi không thể ngủ, tôi gọi tay buông giấy. Người khoảng 60 tuổi, ông ta ra ngay, sẵn sàng đấu cờ. Tối nay, chúng ta sẽ đánh thâu đêm, chúng ta sẽ đánh đến sáng. Tôi cảm thấy mình không thể bị đánh bại. Chúng tôi sẽ rời Yugano vào 8 giờ sáng hôm sau. Tôi nhét cái mũ học sinh vào túi sách, đổi chiếc mũ săn vừa mua trong cửa hàng không xa nhà tắm công cộng, rồi đi đến nhà nghỉ của họ bằng đường cao tốc. Tôi tự tin đi lên tầng trên, cửa tầng 2 đều mở rộng, nhưng tôi dừng lại một lát trên hành lang, họ vẫn đang ngủ. Cô vũ nữ gần như nằm ngay sát chân tôi, chung đệm trải giường với một cô thiếu nữ trẻ nhất, nàng đó bừng mặt và dội đưa tay lên che, với son phân trang điển đậm từ tối qua vẫn còn, dương lại màu hồng trên môi và các chấm hồng quanh đuôi mắt. Giang điệu nằm ngã người ấy, như thể luôn tràn về phía tôi, cả làn sóng sắc màu và ánh sáng. Như thể bị ló bởi ánh sáng ban mai, nàng lật người, trường ra khỏi đệm, hai bàn tay vẫn che mặt. Đoạn, nàng quỳ xuống hiên nhà và cảm ơn tôi vào buổi tối hôm qua. Tôi đứng sững trước nàng, lóng ngóng. Người đàn ông và cô thiếu nữ lớn tuổi hơn đang ngủ với nhau. Chắc họ đã cưới nhau, Trước đây tôi không nghĩ đến khả năng này. Mong cậu thứ lỗi cho chúng tôi, người đàn bà lớn tuổi nói lúc đang ngồi dậy trên đệm, chúng tôi muốn rời đi từ sáng nhưng tối nay có lẽ có một bữa tiệc nên chúng tôi nghĩ người ta sẽ mời chúng tôi. Vì vậy chúng ta có thể hẹn gặp nhau ở Shimoda nếu cậu buộc phải đi trước. Chúng tôi luôn ở lại nhà nghỉ Kosu, cậu dễ dàng tìm ra nó. Tôi cảm thấy như bị bỏ rơi, hoặc cậu có thể đợi đến sáng mai, người đàn ông nói. Mẹ bảo chúng tôi phải ở lại thêm một ngày nữa, nhưng nếu có bạn đồng hành thì hay biết mấy. Để mai ta cùng đi với nhau, ý tưởng hay đấy, người đàn bà tán thành. Kể từ khi quen biết cậu, hôm nay thật là xấu hổ. Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường ngay cả khi trời đổ mưa ngăn cản. Ngày kia đã là 49 ngày, kể từ khi đứa bé chết. Chúng tôi luôn tâm nguyện sẽ làm dấu nó ở Shimoda, để chứng tỏ chúng tôi vẫn nhớ nó, và chúng tôi luôn dội đến đó đúng ngày. Chúng tôi rất cảm kích khi có cậu đi cùng. Tôi không chắc nhưng nghĩ là có một lý do cho chuyến đi. Cái chúng ta có được theo cách này là tình bằng hữu. Tôi đồng ý đợi thêm một ngày nữa. Tôi xuống tầng dưới, ngồi trong văn phòng bé nhỏ bẩn thỉu nói chuyện với tay quản lý. Trong lúc đợi họ mặc áo quần, thoáng chốc người đàn ông xuống và chúng tôi đi bộ đến cây cầu xinh xắn nằm ở phía nam thị trấn. Anh ta tựa lưng vào lan can cầu và kể về bản thân ở Tokyo, anh ta là thành viên của đoàn kịch hiện đại. Thậm chí bây giờ, thỉnh thoảng anh ta cũng xuất hiện trên các sàn diễn nghiệp dư ở Oshima. Trong lúc tại các bữa tiệc dọc đường, nếu được gọi thì anh ta chỉ đóng vai bắt chước các nghệ sĩ. Kẹp vật, lồi lên, trông như một cánh tay kỳ lạ từ một trong các túi hành lý, là thanh gươm biểu diễn. Anh ta giải thích, còn cái hòm mây thì đứng cả đồ gia dụng và trang phục. Tôi đã phạm phải sai lầm và tự làm hỏng đời mình. Anh tôi quản lý gia đình ở Cô Phu, còn tôi thì chẳng có ích gì nhiều ở đó. Tôi tưởng anh là người Nagaoka. Không phải, đó là quê vợ tôi. Cô lớn tuổi hơn trong hai cô gái. Cô kém còn một tuổi. Hè năm nay, cô bị sảy thai đứa thứ hai trên đường. Đứa bé chỉ sống được một tuần. Cô vẫn chưa bình phục hẳn. Người đàn bà lớn tuổi là mẹ cô ấy. Còn cô bé là em. Anh từng nói anh có một cô em gái, 13 tuổi. Còn bé ấy đây, Tôi đã cố xoay sở để không cho nó theo nghề này, nhưng là không thể. Anh ta nói tên anh ta là Ekishi, vợ anh ta là Chiyoko, còn cô vũ nữ em gái anh ta là Karu Cô kia Yuriko là người giúp việc, cô ta 16 tuổi và là thành viên duy nhất trong số họ quê ở Koshima. Ekishi đang xúc động về điều gì đó, anh ta đăm đâm nhìn xuống dòng sông, có lúc tôi nghĩ anh ta xích khóc. Trên lối về, ngay lúc vừa rời khỏi con đường, chúng tôi thấy cô chủ nữ bé bỏng đang chơi đùa với con chó. Nàng đã rửa sạch phấn trang điểm. Đến chỗ anh đi, tôi gọi lúc đang quay về quán trọ. Một mình em không thể đến, cứ đi cùng anh trai. Cảm ơn ông, em sẽ đến ngay. Lát sau, Ekishi xuất hiện. Những người khác đâu rồi? Họ không thể rời khỏi mẹ, nhưng cả ba người đến lách cách qua cầu. Lên cầu thang trong lúc chúng tôi đang ngồi trên bàn cờ gô, chơi dáng cờ có nước đi dễ hơn sau khi cúi chào theo đúng nghi lễ họ sụt rè đợi trong phòng Shoko vào đầu tiên làm ơn làm ơn cô ta vui vẻ gọi mấy người kia các người không cần phải quan nghi thức trong phòng tôi khoảng một giờ sau bọn họ kéo nhau đi tắm họ muốn tôi phải đi cùng họ tha thiết đề nghị nhưng cái ý tưởng đi tắm cùng ba phụ nữ trẻ là điều gì đó khiến người ta đâm quản tôi nói tôi sẽ đi sau. lát sau cô chủ nữ bé bổng lại trở lên gác Shioko bảo chị sẽ kỳ lưỡng ông nếu ông cùng xuống tắm. Thay vì đi tắm, nàng ngồi lại với tôi, hai đứa chơi cờ theo kiểu sắp quân cờ thành hàng. Nàng chưa giỏi kỳ lạ, trong hàng loạt dáng tôi chẳng hề gặp chút khó khăn nào khi đánh với Ekishi và những phụ nữ khác. Tôi thực sự có thể đánh bại hầu hết mọi người, nhưng lại gặp rắc rối với nàng. Sẽ là thoải mái khi không phải tính toán để chơi thua một dáng cờ. Thoạt tiên, Giang ngồi đúng lễ nghi, lưng thẳng, tay dương ra chơi cờ, Xong chẳng mấy chốc nàng quên bẵng mê mãi cúi hẳn người lên bàn cờ mái tóc của nàng dày đến nỗi dường như không thực gần như chạm vào ngực tôi đột nhiên nàng đỏ bừng mặt em xin lỗi em sẽ bị mắng vì chuyện này rồi nàng bỏ chạy ra khỏi phòng lúc dán cờ đang lỡ dở người đàn bà lớn tuổi đang đứng cạnh nhà tắm công cộng bên kia sông Shioko và Yuriko lục đục ra khỏi phòng tắm tầng dưới gần như cùng lúc và rút lui qua cầu mà không chào tạm biệt tôi. Ekishi ở lại suốt ngày trong phòng trọ của tôi, mặc dù vợ tay quản lý, một phụ nữ kho tính, đã bày tỏ ý kiến rằng chỉ có phí thức ăn ngon. Thì mời những người như thế, cô vũ nữ đang tập đàn Samisen khi tôi đến nhà nghỉ của họ, theo lôi đường cao tốc vào tối hôm ấy. Nàng đặt đàn xuống khi nhìn thấy tôi như người phụ nữ lớn tuổi bảo. Nàng lại nâng đàn lên. Nàng vừa đánh đàn vừa hát, khi nào giọng nàng hơi cao hơn một chút, người đàn bà kia liền mắng, Mẹ đã nhắc con phải hại giọng xuống bao nhiêu lần rồi. Chúng tôi có thể nhìn thấy Ekishi trên tầng 2 của nhà hàng đối diện bên kia đường. Anh ta đang hò le điều gì đó phục vụ cho bữa tiệc tối. Trò quái quỷ gì kia vậy? Trò gì hả? Anh ta đang kể chi tiết một vở kịch nô. Thật đúng là trò kỳ quặc đang được thực hiện. Ồ, oh, anh ấy có lắm tài giặc. Cậu chẳng thấy nào biết được anh ta sắp dở trò gì đâu. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đẩy rộng cửa, Ông ta thuê phòng tại nhà nghỉ ấy và nghe bảo là làm nghề buôn gia cầm. Ông ta ngỏ lời mời cánh phụ nữ đến phòng mình dùng món ăn. Các vũ nữ và Yuriko cầm đũa sang ăn một món gà hầm còn thừa. Khi họ quay lại, ông ta khẽ chạm dai lên cô vũ nữ. Ông chớ có đụng vào nó. Người đàn bà lớn tuổi nói trong lúc cao mà giận dữ, chưa một ai được đụng vào nó. Xem ông ta như bạn dông niên, cô vũ nữ đề nghị ông ta đọc cuốn Chuyện phiêu lưu của nghị viên Mito ông ta phải phải dội về ngay xấu hổ trước việc trực tiếp nhờ tôi nàng nhiều lần nhắc đi nhắc lại giá mà có ai đó nhận lời đề nghị mà vui lòng đọc tiếp thì thú biết bao tôi hạnh phúc cầm quyển sách niềm hy vọng thầm kính trỗi dậy trong tôi tôi đã không thất vọng đầu nàng gần như chạm vai tôi khi tôi bắt đầu đọc nàng ngước nhìn tôi với dáng vẻ háo hức nghiêm trang mắt nàng rực sáng và không chớp đó dường như là tính cách nàng khi ai đó đọc cho nàng nghe mặt nàng chắc cũng đã từng gần chạm mặt của tay buông da cầm khi ông ta đọc tôi nghĩ đến điều đó đôi mắt to của nàng đen nháy là nét ấn tượng nhất từ nàng nếp mi mắt thì không bút nào tả xiết và tiếng cười của nàng tiếng cười của một bông hoa phong thái nàng dường như luôn thư thái mỗi khi tôi hình dung về nàng tôi vừa đọc chỉ chừng vài phút thì cô giúp việc bên nhà hàng sang gọi nàng em sẽ quay lại ngay nàng nói trong lúc chuẩn bị xin đừng đi đâu cả em muốn nghe đoạn còn lại nàng quỳ xuống hiên, chào theo nghi lễ trước khi rời đi. Còn nhớ là không được hát, người đàn bà lớn tuổi nói. Cầm lấy trống, nàng khẽ gật đầu, nó đang ở tụ tuổi dậy thì, giọng đang vỡ. Chúng tôi có thể nhìn từ cô vũ nữ như thể cô đang ở phòng bên cạnh. Nàng quỳ gối bên trống, lưng quay về phía chúng tôi. Nhịp trống dân nhập hồn tôi cảm xúc bồi hồi trong sáng. Bữa tiệc sẽ luôn sôi động lên khi tiếng trống gian lên. Người đàn bà nói, Shiyoko và Yuriko cũng sang nhà hàng. Khoảng một tiếng sau, cả bốn người cùng về. Đây là tất cả họ trả cho chúng ta. Cô vũ nữ hồn nhiên thả 50 sen từ bàn tay nắm chặt của mình vào tay người đàn bà. Tôi đọc tiếp câu chuyện, còn họ thì nói về đứa bé đã chết. Lúc sinh, nó trong suốt như nước, nó không đủ sức để khóc, nhưng lại có thể sống gót một tuần. Tôi không bị lôi cuốn bởi sự hiếu kỳ mà tôi cũng không có thái độ cư xử trịch thượng đối với họ. Sự thật tôi không hề nghĩ họ thuộc về đẳng cấp thấp Những nghệ sĩ rong Họ dường như thấu hiểu và cảm động Họ quyết định rằng tôi sẽ phải ghé thăm họ ở Oshima Chúng tôi có thể đón cậu tại nhà ông cụ Họ nói to kế hoạch Nhà ấy đủ rộng Và nếu ta chuyển cụ đi nơi khác Thì đủ yên tĩnh để cậu ấy học lâu Đến chừng nào cậu ấy có thể ở lại Chúng tôi có hai ngôi nhà nhỏ Chúng tôi sẽ dành cho cậu ngôi nhà trên núi Ngôi nhà thoáng mát và xinh xắn Họ cũng quyết định rằng tôi sẽ phụ giúp trong vở kịch họ diễn ở Oshima nhân Việt Nam mới. Tôi dần hiểu ra cuộc sống của cánh nghệ sĩ rong không vất vả như tôi từng tưởng. Không hề có lo âu, mà chỉ là thư thái, ngập trong hương vị của cây cỏ và núi đồi. Cả điều này nữa, nhóm nghệ sĩ còn được gắn kết bởi quan hệ tình cảm gia đình gần gũi. Duy chỉ có Yuriko, cô gái làm thuê, có lẽ đã ở vào độ tuổi bị sâu hổ, dường như không thoải mái trước sự hiện diện của tôi đã quá nửa đêm khi tôi rời nhà nghỉ của họ. Ba người trẻ tuổi tuyển tôi ra đến cửa, cô vũ nữ bé bỏng xoay đôi dép để tôi có thể xỏ thẳng vào và không cần phải xoay chân. Nàng tựa vào ngưỡng cửa và ngước nhìn lên bầu trời quang đáng. Mặt trăng đã lên, ngày mai chúng ta sẽ ở Shimoda. Em yêu Shimoda, chúng ta sẽ cầu kinh cho đứa bé và mẹ sẽ mua cho em chiếc lược như đã hứa. Rồi còn mọi công việc chúng ta có thể làm sau đó, ông có đưa em đi xem phim không? có điều gì đó về Shimoda mà dường như đã khiến nó trở thành mái nhà trong suốt chặng đường các nghệ sĩ rong đi lang thang bên những suối nước nóng dùng Isu và Sagami. Hành lý được phân chia đều như cái dạo chúng tôi dược đèo Amashi. Chú cho nhỏ, một du khách từng trái, nằm gác chân trước lên cánh tay của người đàn bà lớn tuổi. Rồi Yugano, chúng tôi lại đi vào núi chúng tôi nhìn ra biển vào lúc mặt trời ban mai tỏa sáng sưởi ấm những thung lũng núi nơi cửa sông một bãi cát trải rộng và trắng xóa oshima kia kìa rộng lớn quá ông chắc chắn sẽ đến chứ đúng không cô vũ nữ hỏi vì lý do nào đó tại sự quan đảng của bầu trời thu đã tạo nên hiện tượng ấy mặt biển nơi mặt trời mọc được bao phủ trong làn sương mù từ dòng suối shimoda còn cách chúng tôi mười dặm có lúc núi che khuất biển Shiyoko khẽ cất lên bài hát du dương trầm bóng. Con đường rẽ đôi. Một lối hơi dốc nhưng ngắn hơn lối kia một dặm. Tôi sẽ chọn lối nào? Con đường dốc ngắn hay con đường dài dễ đi? Tôi chọn con đường ngắn. Con đường ngoằn ngoèo xuyên qua một cánh rừng. Dốc đến nỗi khi leo lên như thể người ta đang bước thẳng lên một bức tường. Lá rụng tạo lên lớp mùng trơn tuột. Hơi thở trở nên khó nhọc hơn. Tôi cảm nhận được sự liều lĩnh ngang ngạnh cứ leo lên mỗi lúc một nhanh với bàn tay liên tục ấn lên đầu gối để bước đi. Những người khác rơi lại phía sau, lúc này tôi chỉ có thể nghe được tiếng nói của họ vọng lên qua rừng cây. Nhưng cô vụ nữ bé bẩm, vái sắn cao, bám theo tôi bằng những bước đi gọn gàng. Nàng luôn giữ khoảng cách 2 mét ở, ở phía sau, không cố đến gần hơn và cũng không chịu để bị tụt lại phía sau xa hơn. Thỉnh thoảng, nếu tôi bắt chuyện với nàng thì nàng dừng lại và trả lời với nụ cười mỉm nao lòng. Khi nàng nói, tôi dừng lại, hy vọng nàng sẽ lại gần. Nhưng nàng luôn đợi cho đến lúc tôi cất bước thì nàng mới đi theo, với khoảng cách 2 mét phía sau. Con đường trở nên dốc hơn và vòng dèo hơn, tôi dốc sức bước nhanh hơn và dẫn cách 3 mét, nàng nhẹ nhàng và háo hức leo theo. Núi rừng yên tĩnh, tôi không còn nghe được giọng của ai khác. Ông sống ở nơi nào ở Tokyo, trong ký túc xá anh không thực sự sống ở tokyo em đã từng đến tokyo em đến đó để múa vào mùa qua anh đào nở nhưng em hãy còn bé lắm em không nhớ chút gì về chuyến đi đó bố mẹ ông hiện vẫn còn cá xứ nàng lại hỏi đoạn ông đã từng đến cô phu chưa nàng nói về những sạp phim ở shimoda và về đứa bé đã chết chúng tôi lên đến đỉnh núi đặt cái trống lên chiếc ghế nằm giữa đám cỏ thu đã chết nàng lao mặt bằng khăn mùi xoa sau đó nàng chú ý đến đôi chân như rồi nàng thay đổi ý định cúi xuống phủi bụi bám trên gấu áo kimono của tôi tôi nhảy lùi lại thì ngạc nhiên nàng ngã khuỵ một gối xuống khi đi tới đi lui phủi bụi khỏi giặt áo tôi nàng cúi người thấp rồi nàng đứng dậy thả gấu vái đã được săn lên để đi bộ tôi vẫn đang thở dốc nàng mời tôi ngồi xuống một đàn chim nhỏ bay ra từ bên cạnh chiếc ghế dài sạc la cô xào xạc khi chúng đậu xuống bầu không khí tĩnh lặng vô cùng sao ông đi nhanh thế trong nàng đang nóng bức. Tôi gõ vào trống, đàn chim quảng sợ bay dục lên. Anh khác, để em đi xem thử có tìm thấy nước không. Nhưng nàng quay về từ rặng cây úa vàng, không tìm thấy nước. Em định làm gì ở Oshima? Nàng nhắc tên của hai ba cô gái chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Rồi say xưa với cái chuỗi hồi ức. Dường như nàng không nói về Oshima mà về cô Phu. Về ngôi trường nơi nàng đã học hai năm đầu đời. Nàng hồn nhiên nói khi ký ức về bạn bè sống dậy. Khoảng 10 phút sau, hai người đàn bà trẻ và Ekishi đến. Còn người đàn bà lớn tuổi thì phải thêm 10 phút nữa. Lúc xuống núi, tôi chú ý lùi lại nói chuyện với Ekishi. Đi khoảng chừng 100 mét, cô vũ nữ quay lại. Có dòng suối ở phía dưới, mọi người đang đợi ông đến uống nước. Tôi chạy xuống cùng nàng, nước tinh khiết róc rách chảy dưới bóng những tảng đá. Cánh phụ nữ đang đứng quanh dòng suối, mời cậu uống. Người đàn bà lớn tuổi nói, Chúng tôi nghĩ chắc cậu sẽ không muốn uống sau là bà chúng tôi khuây động dòng nước. Tôi uống từ hai bàn tay khung lại phốt nước, cánh phụ nữ còn nán lại, họ nhúng ướt khăn tay lao mồ hôi trên mặt. Dưới chân dốc, chúng tôi bước ra đường cao tốc Shimoda, phía dưới đường, những đám mây khói đây đó tỏa cao từ những lò làm than củi. Chúng tôi dừng lại ngồi nghỉ trên một cây gỗ, cô vũ nữ dùng cây lược hông chảy bộ lông rối bù của con chó. Còn sẽ làm gãy răng lượt mất. Mẹ cô cảnh báo, cũng chẳng sao, con sẽ mua một cái mới ở Shimoda. Đây là chiếc lược nàng cài lên mái tóc, và ngay từ Yukano tôi đã dự tính khi đến Shimoda sẽ xin nàng chiếc lược đó. Tôi hơi bối rối khi nàng dùng nó chảy lông con chó. Xa bên lề đường là cả đống trúc, sau khi lưu ý rằng nếu có gãy chống thì việc đi lại đỡ mệt hơn. Ekishi và tôi đi trước, chẳng mấy chốc cô vũ nữ chạy kịp chúng tôi. Nàng cầm cái gậy trúc to, dài hơn cả người nàng, cái này để làm gì? Ekishi hỏi. Thoáng bối rối, nàng dúi cây gậy trúc cho tôi. Để làm gậy chống, em lấy cây to nhất đấy. Em không thể làm như thế. Họ sẽ để ý đến cây lớn nhất, đưa trả lại đi. Nàng quay lại đóng trúc, rồi lập tức chạy lại. Lần này, nàng đưa cho tôi cây gậy chỉ lớn bằng ngón tay giữa của tôi. Đoạn thở hổn hển nàng nằm giật ra con đường hẹp, chạy giữa các thở ruộng lúa, rồi cứ nằm bất động như thể bị kìm ở đó. Trong lúc đợi những phụ nữ khác đến, Ekishi và tôi tiếp tục bước đi trước họ chừng 5-7 mét. Nhưng mọi thứ ông ấy cần làm là thay một cái răng vàng, rồi thì chị sẽ chẳng còn chú ý đến nữa đâu. Giọng của cô vũ nữ đợi dòng đến. Ừ, có lẽ em nên nói điều đó với cậu ấy. Đấy là giọng của Shioko. Hoàn toàn không nhận ra tôi đang nhìn họ. Rõ ràng họ đang bình luận về mấy cái răng dẫu của tôi. Shioko là người nêu vấn đề ấy ra, còn cô vũ nữ thì gợi ý về chiếc răng vàng. Tôi cảm thấy không hề giận khi bị mang ra bình luận, nên chẳng cần chú ý lắng nghe thêm nữa. Cuộc đối thoại lăn lại một lát. Ông ấy dễ thương, đúng vậy, giọng cô vũ nữ lại gian lên. Cậu ấy có vẻ rất dễ thương. Ông ấy thực sự dễ thương, cái dễ thương của những người rất dễ thương. Nàng có cách nói chuyện cởi mở, lối nói thành thật của trẻ con diễn đã chính xác những gì diễn ra trong đầu. Lối nói tạo khả năng cho tôi thật sự nghĩ bản thân mình dễ thương. Tôi lại nhìn lên núi, rực sáng đến mức làm mắt tôi hơi đau. Phải đến 19 tuổi tôi mới nghĩ bản thân tôi là kẻ lạc lõng một kẻ mồ côi từ trong bản chất và nỗi phiền muộn ấy đã xui tôi xu xếp làm chuyến du ngoạn ở Isu này. Bây giờ tôi có thể nghĩ về bản thân như một người dễ thương theo cách diễn đạt bình thường. Tôi không tìm ra từ ngữ để diễn tả điều đó có ý nghĩa như thế nào với tôi. Những ngọn núi rực sáng hơn, chúng tôi gần đến Shimoda và biển tôi dung dãy cây gãy trên đầu đám cỏ mùa thu. Thỉnh thoảng, khi con đường chạy qua một ngôi làng, chúng tôi có thể nhìn thấy tấm bảng Cấm kẻ ăn mài, biểu diễn rong. Nhà nghỉ cô su tồi tàn nằm ở ngoại bô phía bắc Shimoda. Tôi đi theo đoàn lên căn phòng tựa như phòng áp máy ở tầng 2. Không có trần nhà, mái nhà xuôi đứng đến nỗi muốn ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường thì ta không thể thoải mái thẳng lưng lên. Người đàn bà đứng tuổi đang chăm sóc cô vũ nữ. Dạy con không tê cứng chứ Cái tay con có còn đau nữa không Cô vũ nữ phát những động tác đánh trống duyên dáng Thưa mẹ không Con không hề gì cả đâu Chuông chẳng đau tí gì cả Tốt mẹ cứ lo Tôi nhấc cái trống Nặng quá Nó nặng hơn ông tưởng Nàng cười gian Nó nặng hơn cái túi hành lý của ông Họ chào hỏi những khách trọ khác Nhà nghỉ đầy ấp những người bán hàng rong và biểu diễn rong Shimoda dường như là mái nhà cho những kiểu người chuyên di trú này cô vũ nữ cho đứa bé vừa chạy đến mấy xu khi tôi chuẩn bị đi nàng chạy lại xoay mũi guốc cho tôi ông nhớ đưa em đi xem phim nhớ nhé nàng thì thào như thể chỉ nói cho riêng mình ekishi và tôi được chỉ dẫn bởi một giả trong không có vẻ lương thiện ở kosu đi đến nhà nghỉ nghe nói trước đây là của dương thị trưởng cũ chúng tôi cùng đi tắm và ăn trưa cá vừa mới bắt từ biển tươi sói tôi đưa cho anh ta ít tiền khi anh ta ra về mua hổ bó qua cho buổi cúng dỗ ngày mai tôi nói tôi giải thích rằng tôi sẽ phải quay về tokyo bằng chuyến tàu thủy sang mai thực tế là tôi đã hết tiền nhưng tôi nói với họ là tôi phải đến trường tôi ăn tối qua quýt sau bữa ăn trưa ba tiếng rồi qua cầu đi đến phía bắc thành phố tôi leo lên ngọn shimoda fuji nhìn xuống cảng trên đường quay về tôi tạt vào nhà nghỉ cô su những người biểu diễn rong đang ăn món gà hầm mời cậu nếm thử cánh đàn bà chúng tôi đã đụng đũa vào rồi nhưng ngày nào đó biết đâu được, cậu sẽ gặp Mai nhờ nó. Người đàn bà lớn tuổi lấy từ chiếc hồng may ra một cái chén, một đôi đũa và bảo Yuriko đi rửa. Họ nài nỉ thưa ở lại thêm một ngày nữa và giữ đám dỗ cùng họ, nhưng tôi một mực từ chối vì lý do bận học. Thôi được, dẫu sao thì chúng tôi sẽ đón cậu vào mùa đông. Người đàn bà lớn tuổi lại nói, tất cả chúng tôi sẽ xuống bến tàu đón cậu. Cậu phải cho chúng tôi biết khi nào cậu đến, Bây giờ cậu hãy ở lại cùng chúng tôi. Chúng tôi không đồng ý để cậu đến ở khách sạn. Chúng tôi sẽ chờ cậu và tất cả mọi người sẽ đi đón cậu. Khi những người khác rời khỏi phòng, tôi mời Shioko và Yuriko đi xem phim cùng tôi, nhật nhạt và mỏi mệt. Shioko nằm yên, tay để lên bụng. Tôi không thể đi được, cảm ơn cậu, tôi không chịu nổi khi phải đi bộ nhiều đến thế. Yuriko nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Cô vũ nữ bé bỏng xuống tầng dưới chơi đùa với bọn trẻ trong nhà nghỉ. Khi nhìn thấy tôi, nàng chạy đến nịnh người đàn bà lớn tuổi để được phép xin xem phim. Nàng quay lại với vẻ thất bại và chán nản. Tôi chẳng thấy có gì sai quấy cả. Ekishi bàn, sao không để nó đi xem một mình với cậu ấy? Tôi cũng thấy điều đó thật khó hiểu, nhưng người đàn bà vẫn cương quyết. Cô vũ nữ ở ngoài hành lang chơi đùa với con chó khi tôi bước ra. Tôi không thể buộc mình nói chuyện với nàng. Vậy nên sự lạnh lùng là yêu cầu của nghi lễ mới này, và nàng cũng đã không có đủ sức mạnh để ngước nhìn lên. Tôi đi xem phim một mình, một phụ nữ đọc lời đối thoại bên ngọn đèn nhỏ. Tôi cảm thấy chan ngấy rồi quay về nhà nghỉ. Suốt thời gian dài, tôi ngồi chống cùi tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Thành phố tối ôm, tôi nghĩ tôi nghe được tiếng trống từ xa dẫn lại. Chẳng vì lý do chính đáng nào cả, nhưng tôi thấy tôi đang khóc. Ekishi từ dưới đường gọi giới lên khi tôi đang ăn sáng vào lúc 7 giờ sáng hôm sau. Anh ta mặc bộ khuôn sang trọng, dường như là gì quý trọng tôi cánh phụ nữ không đi cùng anh ta, bỗng nhiên tôi thấy một cô độc. Mọi người đều muốn đến tuyển cậu, anh ta giải thích khi lên phòng tôi. Nhưng tối qua chúng tôi ra ngoài quá khuya, nên họ không thể thức dậy sớm được. Họ nhờ chuyển lời xin lỗi đến cậu, và họ sẽ đợi cậu vào mùa đông này. Gió thu đổi hơi lạnh qua thành phố. Trên đường đến tàu, anh ta mua cho tôi qua quả, thuốc lá và một gói kẹo bạc hà hiệu Caro. Bởi vì đây là tên cậu bé, anh ta mỉm cười, cam thì không tốt, khi đi tàu thủy, nhưng cậu có thể ăn hồng. Chúng sẽ trợ giúp nếu cậu bị hơi bị say sóng. Sao tôi không thẳng anh cái này nhỉ? Tôi đổi chiếc mũ săn lên đầu anh ta, rồi lôi chiếc mũ sinh viên ra khỏi túi, cố giữ khoảng nếp nhăn, và hai chúng tôi cùng cười. Khi tôi đến bến tàu, tim tôi đập mạnh khi nhìn thấy cô vũ nữ bé bỏng đang ngồi trên mép nước. Nàng không cử động khi chúng tôi đến, Duy chỉ gật đầu chào, im lặng. Trên mặt nàng vẫn còn vết phấn trang điểm khi tôi thấy nàng thật duyên dáng. Dễ phấn hơi đỏ gắt nơi khóe mặt rôm thêm vẻ thanh tao tươi trẻ của nàng. Những người kia sắp đến à? Ekishi hỏi. Nàng lắc đầu. Họ vẫn ngủ. Nàng gật đầu. Ekishi đi mua vé tàu và vé tiễn. Tôi cố bắt chuyện như nàng chỉ hướng cái nhìn vào chỗ con kênh chảy ra cảng. Thỉnh thoảng nàng khẽ gật đầu nhanh. Luôn trước khi tôi dứt lời, tôi cho là chúng ta có thể hỏi chàng trai này. Người đàn ông trong cốc vẽ là người làm công nhật đi đến chỗ tôi. Cậu đến Tokyo à? Tôi trông thấy cậu và nghĩ mình nên hỏi xem cậu có thể đưa giúp bà cụ này đến Tokyo được chứ? Bà gặp cảnh ngộ thật đau buồn, con trai bà làm tại mỏ bạc ở Rendashi, nhưng vì anh ta đã mắc bệnh cúm đang hoành hành ở đó, nên cả hai vợ chồng đều bị chết vì cúm. Một tay bà cụ phải lo cho ba đứa bé, chúng tôi chẳng nghĩ ra được cách nào để giúp đỡ cụ, vậy nên chúng tôi gửi cụ về quê cụ ở Mito. Cô chẳng biết tí gì về Tokyo. Có lẽ khi đến bến cảng ở Regashima, cậu có thể giúp bà cụ lên dưới xe điện để đến Ueno được chứ. Tôi biết việc này thật phiền toái, nhưng hãy làm ơn giúp cụ. Xin hãy làm ơn, chỉ trong chừng bà cụ thôi, cậu đã thấy là tình cảnh cụ thể thảm quá rồi đó. Bà cụ đang đứng lặng câm một đứa bé điệu sau lưng, một tay dắt bé gái 2 tuổi và tay kia dắt bé gái 4 tuổi. Tôi có thể nhìn thấy bữa ăn nghèo nàn qua chỗ hở của cái tay nải, năm sáu thợ mỏ đang cố động viên cụ tôi vui vẻ nói tôi sẽ cố hết sức để giúp cụ nếu có thể xin cậu cố giúp cảm ơn cậu lẽ ra chính chúng tôi phải đưa cụ đến mi tô nhưng chúng tôi không thể họ lần lượt cảm ơn tôi tàu trồng trầm mạnh cô vũ nữ nhìn bất động về phía trước môi nàng mím chặt khi bắt đầu leo lên thang dây để lên tàu tôi ngoái nhìn lại tôi có thể thấy nàng muốn nói lời tạm biệt nhưng nàng chỉ lặng lẽ gật đầu tàu bắt đầu lùi lại, Ekishi dễ dễ chiếc mũ săn và khi tàu đã lùi được một khoảng xa, nàng bắt đầu dễ cái gì đó màu trắng. Tôi tựa vào lan can tàu và cứ nhìn mãi về phía Oshima cho đến khi mỏng đất phía nam bán đảo Isu chìm phớt khỏi tầm mắt. Như thể tôi đã nói lời tạm biệt với cô vũ nữ từ lâu lắm rồi. Tôi nhìn vào buồn riêng để xem thử cụ già thế nào, nhưng cụ đã được những người tốt bụng thăm hỏi. Tôi đến buồn riêng bên cạnh biển dậy sông mạnh đến nỗi ngay cả ngồi cũng khó một thủy thủ đoàn đi phát những chiếc cậu kim loại nhỏ tôi nằm gối đầu lên túi sách đầu óc tôi trống rỗng nhẹ tên tôi không còn ý thức về thời gian trôi qua tôi khóc lặng lẽ và khi má tôi bắt đầu thấy lạnh tôi lật ngược chiếc túi một cậu bé nằm bên tôi cậu ta là con của một ông chủ nhà máy ở isu cậu ta nói cậu ta đến tokyo để chuẩn bị tự thi vào trường trung học cái mũ sinh viên của tôi đã hấp dẫn cậu ấy anh có chuyện buồn à? Cậu ta hỏi sau một lúc, không, anh chỉ mới vừa tạm biệt một người. Tôi thấy không cần phải giấu giếm sự thật và tôi hoàn toàn không hề xấu hổ vì những giọt nước mắt. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tâm trạng tôi như thể đang thiêu thiêu ngủ trong sự thanh thản tuyệt đối. Tôi không biết chiều đến lúc nào, nhưng có ánh đèn khi chúng tôi đi qua Atami. Tôi đói và hơi lạnh, cậu bé mở đồ ăn tối ra và tôi ăn như thế đây là bữa tối của mình rồi tôi ủ mình dưới một phần tấm áo choàng của cậu ta. Tôi bền bồng trong trạng thái trong rỗng kỳ diệu. Dường như việc tôi dựa vào lòng tốt của cậu bé là tự nhiên và dường như cũng hoàn toàn tự nhiên khi tôi nhận đưa bà cụ đến Ueno vào sáng sớm nay và mua cho cụ chiếc vé đến Mito. Mọi việc chìm trong sự hài hòa đan quyện, đèn tắt, mùi biển và mùi cá trong khoang nồng hơn, trong bóng tối được sưởi ấm bởi cậu bé nằm bên cạnh. Tôi thỏa thê khóc như thế đầu tôi đã qua thành dòng nước tinh khiết nó đang thanh thản rời đi từng giọt một chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn lại gì nữa